Sáng nay, Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Trong năm 2022, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng tại Đảng ủy khối các cơ quan thành phố tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Tổng số cấp ủy tổ chức đảng thuộc Đảng ủy khối được kiểm tra, giám sát là 48 đơn vị, vượt 9,5% so với nghị quyết 06. Kiểm tra giám sát 23 đồng chí là bí thư và phó bí thư cấp ủy của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, vượt 91,7%. Công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến công tác phòng chống tham nhũng và kiểm tra giám sát, kỷ luật đảng được triển khai kịp thời đến các tổ chức đảng và đảng viên. Cấp ủy tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cấp ủy cơ sở đã chủ động tham mưu bám sát yêu cầu thực tiễn và tổ chức thực hiện đảm bảo kế hoạch. Việc nắm tình hình và giám sát thường xuyên các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được quan tâm, chú trọng. Việc xem xét kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm được các cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp quan tâm thực hiện. Sau kiểm tra kết luận rõ ràng các sai phạm và xử lý kỷ luật đúng người, đúng sai phạm.